Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay mình làm clip chia sẻ thêm một cách dâm cành tùng kim cương mới luôn nha các bạn. Chia sẻ một cách nữa. Đó, bữa hổm mình sử dụng cái bầu đen giống như ở dưới nè, sử dụng cái bầu đen để dâm cành. Nay mình sử dụng cái ly nhựa nha các bạn. Ly đựng nước mía, nước ngọt nè. Đó, dâm cành tùng kim cương thì dâm cành nó hơi bị khó nha các bạn. Nó không có dễ giống như tùng la hán đâu nha. Đó, đây mình chia sẻ thêm một cách nữa là tận dụng những cái ly nước ngọt giống như này nè, ly nhựa giống như này nè. Đây là những cây mà ra rễ rồi nè các bạn, quay cho mấy bạn xem nè. Đó, dâm cành tùng kim cương, đây toàn bộ này là mình dâm tùng kim cương nha. Với mấy bạn có diện tích nhỏ thì mình sử dụng những cách này thì cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, đây mình sử dụng cái ly nhựa, lưu ý cái ly nhựa mình khoét khoét dưới đít nó nha các bạn. Đó, mình khoét lỗ cho nó thoát nước giống như mình trồng cái cây vậy nha. Còn cái giá thể dâm cành là sử dụng nè cát xay với sữa dừa, đó tỷ lệ 1:1 luôn nha các bạn, cát xay nha, các bạn lưu ý là phải cát xay với sữa dừa mới nha bạn, không tuyệt đối không sử dụng sữa dừa cũ nha. Rồi sau đó mình sử dụng kích rễ N3M. Đó, mấy bạn cắt những cái cành kim cương thì nó dài khoảng 10 cm đổ lại thôi, đó, 7 đến 10 cm thôi. Trước thì mình sử dụng cái chậu nhựa này mình đi dâm cành luôn, nãy mình sử dụng cái ly. Nói mấy bạn thấy cách nào tiện lợi thì mình sử dụng cái cách đó nha. Đó, cái giá thể thì cát xay với sữa dừa, sử dụng kích rễ N3M. Nói bạn dâm cái cành kim cương vô, sau đó đậy nắp lại giống như thế này nha bạn. Lưu ý là phải khoét đít nha, khoét đít cho nó thoát nước tốt nha các bạn. Đó, cây này ra rễ luôn rồi nè. Đó, rồi sau đó mình để trong mát nha bạn, tuyệt đối không không để ngoài nắng nha. Đó, để trong mát tầm khoảng 4 đến 5 tháng thì nó bắt đầu ra rễ nha bạn. Đó, mình khoét đít hết toàn bộ nha để chỉ giúp cho nó thoát nước tốt nha bạn. Trời mưa thì nó có thể nó chảy nước ra nha. Các bạn không khoét đít thì mưa nước nó vô nó ngập nó úng nó sẽ chết nha. Đó, để trong mát hoàn toàn luôn nha bạn. Rồi các bạn xem thấy hay thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn.